Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình. Để tiếp tục, Ngọc Vy kính mời quý vị theo dõi chương trình thứ bảy của Trung tâm Truyền giáo Việt Nam, thực hiện tại vùng Bắc Virginia. Thưa quý khán thính giả, hàng năm có khoảng 50.000 người Hoa Kỳ chết vì tai nạn xe hơi, nhưng cũng tại Hoa Kỳ, có mỗi 10 ngày cũng có khoảng 50.000 bào thai bị hủy diệt. Trong một xã hội được xem là văn minh nhất thế giới này, con số thống kê đó khiến chúng ta giật mình. Độ 1,5 triệu mỗi năm, số tử vong cao hơn những cuộc chiến tranh của nhân loại. Tuần trước, mục sư Trần Nhật Thăng đã cho chúng ta biết Kinh Thánh không chấp nhận phá thai, nhưng tại sao Hoa Kỳ là một xứ sở có nhiều người tin Chúa mà thảm cảnh này vẫn xảy ra? Chúng ta thấy hai phong trào phụ nữ chống đối nhau về vấn đề phá thai. Nhóm Pro-Choice ủng hộ việc phá thai và nhóm Pro-Life chống đối việc phá thai. Hôm nay, mục sư Thăng trở lại với chương trình Hạnh Phúc Từ Đâu để nói thêm về vấn nạn này. Kính chào mục sư Trần Nhật Thăng. Xin mục sư giải thích rõ hơn về hai phong trào Pro-Life và Pro-Choice. Chào cô Mỹ Yến. Kính chào quý khán thính giả. Nhóm Pro-Life, tức là những người chống phá thai, quan tâm đến giá trị của hài nhi chưa sinh ra. Họ cho rằng, tuy hài nhi chưa là một con người được phát triển toàn vẹn, nhưng đã có sự sống. Vì vậy, không ai có quyền diệt sự sống của hài nhi. Họ công nhận sự hy sinh của người mẹ trong những trường hợp có thai ngoài ý muốn, như bị hiếp dâm hay là hài nhi bị khuyết tật. Nhưng nếu cân nhắc, so sánh quyết định chọn lựa, thì họ cho rằng sự sống của con người trong bất cứ trường hợp nào cũng vẫn quan hệ hơn hết. Trong khi đó, nhóm Pro-Choice ủng hộ quyền chọn lựa của phụ nữ, quan tâm đến vai trò quyết định của người mẹ. Người phụ nữ có quyền quyết định sự sinh đẻ của mình. Và chúng ta thấy nhóm Pro-Choice nay biểu tình, đừng hiểu lầm rằng họ là những người ủng hộ tình dục tự do hay chủ trương phá thai tự do. Họ cũng tin rằng hài nhi có sự sống khi còn ở trong bụng mẹ, nhưng quyết định sinh con là quyền của phụ nữ. Như vậy, sự tranh chấp trong vấn đề phá thai nằm ở sự ưu tiên giữa quyền sống của bào thai và quyền tự do quyết định của người phụ nữ mang thai. Hiện nay, chúng ta có thể tóm lược 4 thái độ về vấn đề này. Thứ nhất, thái độ của Giáo hội Công giáo La Mã là hoàn toàn không chấp nhận việc phá thai. Thứ hai, thái độ nhóm Tin lành Bảo thủ chấp nhận cho phá thai trong trường hợp cần thiết để cứu người mẹ. Thứ ba, thái độ của nhóm người này là đồng ý cho phá thai trong trường hợp xảy ra ngoài ý muốn của người mẹ như bị hiếp dâm, loạn luân hay là quái thai. Thái độ thứ tư là chấp nhận cho phá thai tùy theo sự chọn lựa của người mẹ. Họ cho rằng quyền tự do của người phụ nữ là trên hết trong vấn đề phá thai. Người mẹ có đủ yếu tố dữ kiện để quyết định hơn bất cứ ai khác. Hơn nữa, vì sự phá thai trực tiếp liên hệ đến mạng sống tương lai của hài nhi đang mang thai trong bụng mẹ và sinh mạng của người mẹ, nên người mẹ là người sau cùng sau khi cân nhắc được tự do quyết định. Nhóm này còn đi quá xa khi chủ trương cho phép phá thai ngay lúc sắp sinh ra. Vấn đề phức tạp là khi có người nhắc đến lời biện hộ của giáo sư John Smalley trong trường thường học St. Paul ở Missouri rằng không ai có thể kiện một người nếu người này từ chối hy sinh mạng sống của mình để nhảy xuống sông cứu một người khác đang chết đuối, dù người đó là con mình. Chúa Giêsu trong Giăng đoạn 15 câu 13 đã phán rằng chỉ có người nào vì tình yêu thương đặc biệt mới có thể hy sinh sự sống của mình để cứu người khác. Cảm ơn mục sư. Sự tranh luận về vấn đề phá thai nhằm vào sự trả lời câu hỏi căn bản. Một bào thai có đủ yếu tố của con người chưa? Giải đáp của vấn đề nằm trong quan niệm của chúng ta về định nghĩa con người là gì? Và lúc nào là khởi nguyên của con người? Nghĩa là khi nào một người bắt đầu có sự sống? Thưa mục sư, từng rồi mục sư có đưa ra nhiều câu kinh thánh để chứng minh rằng bào thai đã có sự sống của con người ngay từ khi thụ thai. Tuy nhiên, trong khuôn khổ triết học lẫn khoa học,
Xin mục sư cho biết lúc nào là khởi nguyên của con người. Thưa cô, tôi không phải là triết gia hay khoa học gia, nên tôi chỉ có thể trình bày vắn tắt về sự hiểu biết của tôi. Dr. Robert Joyce trong bài When Does the Bushman Begin, đăng trong quyển sách Readings in Christian Ethics năm 1996, thì người là một cá thể có khả năng hay sẽ có khả năng hiểu biết, yêu ghét, ham muốn và tự đặt mình tương quan với kẻ khác. Một người là một cá thể biết mình là ai và có khả năng điều chỉnh theo hoàn cảnh xung quanh. Theo định nghĩa này thì một người điên, một người mất trí không phải là con người vì không có khả năng như Dr. Joyce liệt kê, và chúng ta thấy kết luận đó quá dễ dàng, không đúng với thực tế và đạo đức xã hội. Vì người điên vẫn là con người. Học giả Daniel Callahan trong quyển Abortion, Law and Choice and Morality đã trình bày rằng sự phá thai không phải là một hành động tiêu diệt sự sống của con người. Không có giai đoạn nào trong diễn trình phát triển của một bào thai có đủ điều kiện của một con người. Nó chỉ tiềm ẩn phát triển khả năng hiểu biết, ý muốn, cho nên phá thai chỉ là hủy diệt một cấu hình có trị giá quan trọng của một con người trong tương lai. Lý luận này được sử dụng trong vụ án Roe and Wade của Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ chấp nhận cho phá thai trước hạn kỳ 24 tuần lễ. Tôi cho rằng con người không chỉ là một cá thể có những khả năng nói trên đã được phát triển, mà còn là một cá thể có bản chất tự nhiên của các khả năng đó. Một người điên, một người mất trí, không có khả năng hiểu biết, yêu thương, ham muốn hay điều chỉnh theo hoàn cảnh của họ. Nhưng những người đó vẫn là con người. Một thai người hay thai con thỏ đều không có khả năng suy nghĩ, hiểu biết, ham muốn tham vọng. Tuy nhiên, có sự khác biệt hoàn toàn giữa hai bào thai này. Bào thai người có bản chất tự nhiên của những khả năng đó, trong khi bào thai con thỏ không có và sẽ không bao giờ có những khả năng này. Trước khi tinh trùng của người đàn ông bắt gặp trứng của người đàn bà, hai tế bào đó chỉ là hai phần cơ thể con người. Tuy nhiên, khi chúng hợp lại, cấu tạo thành một zygote, tức là tế bào đầu tiên của hài nhi trong bụng mẹ, chúng ta gọi đó là thụ thai. Trong vòng 20 phút đến 1 tiếng đồng hồ, zygote này phát triển biến thành một embryo. Trong 7 tuần lễ, embryo phát triển chính thức trở thành một thai nhi. Vài loại thuốc ngừa thai có hậu quả diệt tinh trùng của người đàn ông, hay là diệt trứng của người đàn bà, hoặc là diệt zygote, hoặc là embryo. Phá thai là hành động diệt thai nhi, tức là xảy ra sau thời kỳ xuất hiện embryo. Có một câu kinh thánh mà nhóm pro-choice dùng để biện minh cho lập trường ủng hộ phá thai của họ. Đó là câu kinh văn trong Xuất Ai Cập Tự Ký đoạn 21, câu 22 và 23 như sau. Nếu người ta đánh nhau, đụng nhầm một người đàn bà có thai, làm cho thai sảo nhưng chẳng bị thiệt hại chi khác, thì kẻ đánh nhầm đó phải bồi thường theo lời người chồng đã định và trả tiền trước mặt quan án. Còn nếu có sự hại chi thì người sẽ lấy mạng thường mạng. Họ giải thích rằng bào thai không giống như một con người, vì khi đánh nhau, nếu có điều gì xảy ra cho cái bào thai thì người kia chỉ bồi thường bằng tiền thay vì áp dụng luật mệnh đền mạng cho một con người. Thật ra, trong câu kinh văn này, chữ sảo dịch từ chữ zakza, tiếng Hebrew, có nghĩa là sanh non. Nên câu này có nghĩa là nếu đánh nhau mà làm cho sanh non, mà đứa trẻ không hề gì, thì bồi thường bằng tiền. Còn nếu nó chết, thì mạng đền mạng. Quý vị có thể vào website condungvinhphuc.com, hít vào chỗ ô vuông có chữ tinh thần. Quý vị tìm quyển thứ 3, tìm đọc bài phá thai ở trang 39 để tìm hiểu cặn kẽ hơn. Tóm lại, đạo đức làm người, lòng thương con của người mẹ, lời dạy dỗ của Chúa, cơ đốc nhân sẽ không phá thai, không giết người trong bất cứ trường hợp nào. Amen. Kính chào quý khán thính giả. Vì thời gian phát hình của chúng tôi có giới hạn, nên xin phép được chấm dứt tại đây. Kính chúc quý vị và gia đình một tuần lễ mới bình an và đầy phước hạnh. Xin kính chào. Lạy Chúa, thân con mong tìm thánh nhân, tháng ngày an bình, xin Ngài khấn ban.
Kính thưa quý vị, VATV đến nay là chấm dứt. Ngọc Vy kính mời quý vị đón xem VATV Chủ nhật ngày 10 tháng 3 2019 vào lúc 11 giờ sáng giờ Hoa Thịnh Đốn. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến cho VATV xin email về vatvnews@gmail.com. Ngọc Vy kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Kính chúc quý vị có một cuối tuần an vui và hạnh phúc bên người thân yêu và gia đình.